bắp cương à. Này có 33 hay thùng luồng gì không? Này có 33 hay thùng luồng chưa? À, này có nhài, này chuyên nhài đấy. Thùng nhài này bao tiền thế bác? Nhài này 8 triệu. 8 triệu, đấy, khủng khiếp luôn. Từ xe ô tô. Làm hai chậu này, hai bên thềm. Có một chậu, mua của ông bà già à. Người ta chơi một đời rồi. Người ta trồng cái chậu rồi, thích này. Thường to này người ta toàn trồng ở dưới đất. Thay chậu nhưng mà đang chưa làm được. Này lên chậu đẹp, đẹp lắm. Một mâm. Đấy, đoá. Bóng đẹp. Bóng là kín cái thùng xe đấy. Chân cẳng cũng đẹp. Chân cẳng thì không phải nghĩ. Thừa bế. Lại đọc số ngay cho nó vui. 097 515 515 6620 6620. Đấy, tín đồ của nhài, nhài cổ rồi nhài bóng to đây. Đây có một dãy nhài kép đây. Một dãy nhài kép đây, nhìn nó khác đi rồi. Đấy, bao tiền một cây như này? 3 triệu một cây. Thơm quá, đứng đây thơm quá. Thơm. Đấy, dáng kế thì mình không bàn nhưng mà để nhài kép nó to này cũng không nhiều đâu. Đấy. Bông như bông hồng. Bông à. Bông đúng là như bông hồng thật, như bạch hồng. Kép. Đấy, một rễ 1 2 3 4 cây. Đấy, cây kia là cây 5, cây kia là cây nhài đơn. À để rồi. Kiếm được mấy cây thôi giao ly cho anh một cây. Chơi. Đang rất nhiều hoa. Hoa này chơi lâu lắm, chơi bền. Đẹp quá. Đấy, còn những một loạt này thì vẫn là còn một số cây cũ đang chờ anh em thích. Rễ bắt đầu phun nó đỏ rồi đây. Đây để cho ông cây kia đi. Đấy, hoa cái nụ nó như này này quá. Cái nụ nhảy kép nó như này. Lúc đột biến đấy. Đấy, kinh chưa? Dẹt nó như của ông vậy. Nó nhiều cánh quá nên là nó nén lại, kiểu nó nén lại. Đột biến. Nén, đấy. Đấy, còn hoa bình thường đây. Đấy, to gần bằng hoa hồng rồi. To hơn hoa hồng trứng rồi. Rất ngắm đi anh. Rồi, sang cái chậu này, hay. À đấy, cái chậu. Chiếc xốp của tôi cùng xốp. Về đây. Bắt con này giả lắm anh. Ở trên nhà tôi mua to lắm luôn. Nuôi sửa chụp đẹp đấy. Thích là mầm miếng nó đủ. Đấy, chốt chết đùi gà đùi ếch. Sau rồi cứ rụt gì thôi. Là bao tiền này bác nhỉ? Con này 4,5 triệu. 4,5 triệu. Đấy. Xanh năm điện. Đẹp quá. Cây này cũng này sướng, tôi là này mát. Chân móng thế, cây này cũng có tiền đấy. Đâm đấy thôi. Cứ liên hệ và mang về thôi. Thoải mái, xuống được tí nữa. Đấy. Một dãy nhài này là chưa thấy có đâu đấy. Đấy. Đẹp quá. Ok rồi. Chuyển sang gian hàng của bác. Đấy, người bán cây giỏi nhất ở chợ đây. Đấy. Đảo cây. Mấy cái này không đi không làm được nhà tiền lắm. Đấy. Có lúc người ta mua lại bán không kịp đâu, yên tâm. Đấy, đảo tí vui. Hoặc là thêm một vài cây lạ lạ thì chuyên kênh châu chiếc của bác Lê Ba Nguyên đây. Xì đây. Ờ,
Disney búp đỏ. Không, cái hoa này khác. Đấy, các cụ đang tiếp khách thông cảm các bác nhé. Thì cho toàn cũng còn cây cũ thôi. Đi một vòng xem có cây gì mới ở đây không? Mua cây gì đây? Cây gì lá rất dày các bác. Tôi chả biết cái... À, cái sắn gì phải. Sắn chài gì phải. Không biết có phải không? Sắn thuyền, sắn chài ấy. Giống lắm. Nhưng mà lá không phải cứng thế này. Xem cây cho bác ơi. Gạch đây, gạch đất nung nếp. Có cốc lậm mà tiền này. Thế lại vàng đây rồi, tiền vàng khắp nơi rồi. Ôm vào hòn gạch lục đây. Đấy, rất là giàu sang sung túc rồi. Rất nhiều tiểu cảnh khác nhau này. Đấy. Bao tiền một cái như này nhá? 2 triệu. 2 triệu cả cây cả đấy, kết hợp giữa gạch với lại điều cảnh. Mỗi cái một vẻ. Cũng hay đấy, nó nhỏ gọn này các bạn, nó nhỏ gọn thôi. Có điều các bác về thay cái khác vào thì tùy, có thể thay cái khác mà. Đấy, có cửa biết là hoàng. 2 triệu cây, cây bác này mới lên tôi chả biết. Nó là kiếp khác. Đấy, cửa này. Mái mái cong. Thềm lên này. Thềm lên này. Vâng, bác mới lên thì sao nhỉ? Bao cái này là mình tự làm quá. Vâng vâng. Mỗi cái một vẻ. Mỗi cái một vẻ. Bác ở đâu lên đấy? Em ở Ninh Bình. À, cũng ở chỗ bác bạn kìa. Có phải anh em nhau hay là anh em chung chung xe à? Vâng vâng. Thế thì số của bác Bang cũng đúng nhỉ? Vâng. Bác đọc số của bác nào? 0961. 0961. 635. 635. 368. 368. Đấy, mỗi cái một vẻ không có cái nào đúng nào. Này là mình cắt gạch hay là cắt như gạch. Nào? Cắt gạch. Cắt gạch. Bây giờ có bộ hệ là gọi là điều khắc ấy chứ không ghép vữa cái nào đúng không? Vâng vâng. Vẫn gắn gạch mình cắt ra mình làm đấy, kết hợp với gạch lục nữa. Gạch lục, gạch lỗ. 2 triệu một cây, cây nào cũng cái tiểu cảnh là 2 triệu một cây đúng không? Đấy, rất chơi vơi, rất là nhiều mái. Đấy, không để ý thì không biết đâu, nhưng mà đi qua thấy cũng là một cái nét rất là hay. Đấy, ngôi nhà mơ ước rồi. Đấy, đấy, cắt cũng rất tỉ mỉ đấy, tỉ mỉ, rất tỉ mỉ đấy, đấy. Rất độc đáo, tỉ mỉ. Rồi cảm ơn bác nha. Giá tiền thì mình có thể mua xong rồi mình thay cái khác vào, còn bác nào mà không quá cầu kỳ thì có thể chơi luôn. À đây anh về đây. Anh ơi. Cái hay. Bảy sang năm cây này hôm nay thế mang có mỗi một cây đi, cây kia chắc bán rồi. Đấy, cây này cực thấp. Cực thấp, rộng cũng cực thấp. Chậu này khoảng 40 đúng không? Đường kính 40. Đấy, phôi xanh Nam Điền. Một bãi luôn. Cái này là cái đẹp này mà giá được tính. Cái này thì 25 triệu. 25 triệu vậy. Còn cái này thì để bán uống nước. Cái này điệu cây nhỉ. Lá đẹp hoàn thiện, điệu cây. Đấy, hôm trước có quay cái này rồi các bác nhé.
còn đi buôn bán người ta mang theo bụng tô cá người ta mang ra mang những cây rất đẹp đi 25 triệu. Thật ra với giá đấy bây giờ là khó chứ mà rẻ. Cái này về phải chơi ngay. Đó, chơi ngay mà xong hết rồi. Nhà tôi cũng rất nhiều một vài cây. Mà nhìn cái cây này nó hay cái nó quái cười, nạ giá. Bây giờ người ta tiếp khách đi các bạn. Trước tôi có quay mấy cây của bác này rồi. Có ba số bắt lâm tới gì đấy. Các bác vui lòng xem lại. Đấy, úng giờ bị tím này. Trên này có hai cái tiểu cảnh đấy. Ông là mua được cây rất lạ ấy. Đẹp. Dạ, tốt quá. Cái này là có hoa đẹp đấy đúng không? Mai lan này. Mai lan này, mai lan. À ừ, mai lan đấy. Hôm trước bảo tên rồi hôm nay cũng quên. Chơi cái lạ. Chúc mừng ông nha. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những lần tiếp theo.